Sau vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội đã tiến hành tổng kiểm tra toàn diện về phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, nhất là loại hình nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ, nơi có mật độ người ở đông đúc, với mục tiêu kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật. Công an thành phố Hà Nội cho biết, hiện nay trên địa bàn thành phố có tới 2.000 chung cư mini, tập trung nhiều nhất ở các quận Bắc Từ Liêm, Thanh Xuân, Cầu Giấy và Hà Đông. Theo ghi nhận tại buổi tổng kiểm tra trên địa bàn quận Hà Đông, đoàn liên ngành đã phát hiện nhiều lỗi vi phạm về phòng cháy chữa cháy, nhất là vi phạm về an toàn điện. Ngoài ra, loại hình chung cư mini được người dân xây dựng để bán và cho thuê cũng đã vi phạm về trật tự xây dựng ngay từ lúc đưa vào hoạt động. Đây cũng là khó khăn lớn nhất trong việc xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy. Cấp phép xây dựng là người ta cấp phép xây dựng với mục đích là để làm mà nhà ở, nên bên trong nhà người ta chỉ có một cái cầu thang bộ hở thôi, thì cái cầu thang bộ hở không được coi là lối thoát nạn, nên là khi mà có sự cố cháy nổ xảy ra thì cái cầu thang bộ hở chính là cái nguồn dẫn khói và chính là cái mà nguy hiểm về thoát nạn cho mọi người. Khả năng phát sinh xảy ra cháy nổ đối với nhà trọ rất là cao, bởi vì phát sinh xảy ra tại khu vực tầng 1 có các phương tiện xe, phương tiện ô tô, xe máy, và cái nguy cơ sự cố từ chiếc xe cũng là cháy nổ. Với phương châm phòng hỏa hơn cứu hỏa, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra và hướng dẫn người dân thay mới lại toàn bộ những vật dụng chưa bảo đảm yếu tố phòng cháy, quyết tâm không bỏ sót và không có ngoại lệ với bất kỳ một cơ sở nào. Bây giờ anh thay cho em tất cả các cái mặt này nhé. Vâng. Đi lại tất cả dây, vâng, vào trong ống gen. Vâng. Băng dính, băng giữ cẩn thận. Đây này, đây đã từng bị cháy rồi nhá. Một vết cháy này. Đây mình đấu như này là không được đâu nhá. Vâng. Cái này bộ phần bên trong nhà của mình. Vâng. Đấy, thì mình phải khắc phục cái này nhé. Từ nay cho đến trước ngày 30 tháng 10, Công an thành phố Hà Nội sẽ phối hợp với các ban ngành tiến hành tổng kiểm tra tất cả các cơ sở, chung cư mini, khu vực cho thuê trọ. Bên cạnh đó cũng tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức, kỹ năng của người dân về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, kiện toàn và củng cố lực lượng đáp ứng phương châm 4 tại chỗ, bảo đảm thực chất hiệu quả. Thưa quý vị, Công an thành phố Hồ Chí Minh hiện đang mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về tín dụng đen sau khi nhận định tệ nạn này có những diễn biến phức tạp thời gian gần đây. Trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, gần đây nạn tín dụng đen đã xuất hiện một số phương thức, thủ đoạn mới, biến tướng, lợi dụng công nghệ cao, núp bóng doanh nghiệp để thực hiện các hành vi cho vay, đòi nợ trái pháp luật, gây bức xúc dư luận. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực viễn thông và an toàn thông tin, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xóa bỏ các bài viết, nội dung, hình ảnh quảng cáo trái phép, các trang web, đường dẫn, ứng dụng có liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Công nhân, người lao động cần nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác về tín dụng đen, nên tiếp cận các nguồn vay vốn an toàn, ưu đãi. Bên cạnh đó, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc bóc gỡ, tẩy xóa sản phẩm quảng cáo cho vay tài chính, lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại nơi công cộng. Vài năm trở lại đây, lĩnh vực đầu tư Forex luôn duy trì mức hấp dẫn lớn với nhà đầu tư dù liên tục bị đặt cảnh báo tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, rủi ro về kinh tế cho người tham gia. Nhưng cùng với đó, vẫn xuất hiện những sàn Forex mới với chiêu trò mới nhằm dẫn dụ người dân tham gia. Chỉ cần tối thiểu 1 đô la Mỹ, người dùng có thể giao dịch các loại tiền tệ, kim loại, năng lượng, chứng khoán, thậm chí là cả hàng nông sản. Và đòn bẩy là vô cực. Đó là lời giới thiệu không thể ấn tượng hơn về sàn giao dịch có tên miền xnet.vn. Tìm hiểu kỹ hơn thì sàn giao dịch này được thành lập ở Nga, trụ sở ở thiên đường thuế ship và tên miền thì lại là .vn. Các trang web có .vn thì nó sẽ có gắn liền với hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, có thể đăng ký với sở kế hoạch đầu tư ở Việt Nam. Thì cái .vn là một cái cách để các cái sàn này chiếm được cái niềm tin của người dân. Cái tác động là người dân sẽ cảm thấy tin tưởng hơn và có thể dễ dàng là tham gia vào cũng như là nạp tiền và tham gia vào các sàn giao dịch này. Để thu hút được người chơi, những sàn giao dịch Forex liên tục nghĩ ra chiêu trò mới. Gần đây nhất là sử dụng tên miền có đuôi .vn, giao diện tiếng Việt. Thậm chí, sàn còn được quảng cáo rộng rãi trên các kênh thông tin uy tín trong giới trẻ. Khi phát hiện hoạt động trái pháp luật của sàn, Trung tâm Internet Việt Nam đã 2 lần chặn hoạt động. Tuy nhiên, không có gì bảo đảm rằng một sàn giao dịch .vn khác sẽ không xuất hiện. Ở Việt Nam ấy thì chỉ có các cái tổ chức tín dụng được ngân hàng nhà nước cấp phép thì mới được thực hiện cái việc giao dịch ngoại tệ. Còn đối với các cái tổ chức cá nhân khác mà không được ngân hàng nhà nước cấp phép thì cái hoạt động đấy là hoạt động trái pháp luật. Khi mà có cái tranh chấp cũng như có cái hành vi lừa đảo
gian dối xảy ra thì cơ quan chức năng của Việt Nam cũng rất là khó để phát hiện ra các cái đối tượng này để mà xử lý, để lấy lại các cái tiền cho các nhà đầu tư. Giao dịch trên sàn Forex là hình thức giao dịch hiện đại đang trở nên phổ biến tại nhiều quốc gia. Tuy nhiên, tại Việt Nam, khi hệ thống pháp luật chưa cho phép nhà đầu tư cá nhân tham gia, những sàn Forex chấp nhận người chơi cá nhân đều là sàn chui. Không có gì bảo đảm những sàn đó sẽ không bị đánh sập, làm biến mất hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn tỷ đồng của người chơi, như những gì đã xảy ra với hàng loạt sàn giao dịch Forex tại Việt Nam trong vài năm qua.